Hello, chào các anh em. Bữa giờ mình rất là bận, mình đi tỉnh. Bây giờ mình mới về. Thì mình chào anh em. Ít bán xe lắm, anh em cũng thấy rồi. Khi mình bán một chiếc xe nào, mình nói mình bán xe là mình tìm bạn, chứ không phải là bán để vì lợi nhuận. Lợi nhuận tất nhiên là nó sẽ có một chút nào đó trong đó thôi, nhưng mà không có nhiều. Thì con xe này mình bán cặp vỏ Michelin. Nói chung vỏ còn dày lắm, trước sau còn dày lắm. Thì con xe này là nguyên con zin, nước sơn rồi zin hết, sơn tem zin hết đó. Cái đầu tiên coi cái con xe này đời đắt đúng của nó là 2.9 nha. Từ xe cái form này á, thì từ cuối 2007 nó ra, đầu 2009 là vẫn còn form này. Cuối 2009 thì nó ra cái dàn áo ụp che cái máy ha, chứ không phải là cứ thấy cái giày là cứ phán nó là sẽ 208. Ok, đây là cái dash của nó nằm ở trên dàn điện dash sườn là 209 chứ không phải 208 đâu nha anh em. Đầu 209 vẫn còn cái form này đó. Cái xe mình bán anh em thấy chưa một con ốc nào mở hết, nhìn kỹ nha, nước sơn zin hết nha. Con ốc này chưa tăng đó nè, anh em nhìn kỹ nha. Đó. Cái xe nó zin như thế này. Từng con ốc. Thì xe đi cái bộ gắt chân đồ chơi rồi. Đồ chơi này là cũng là đồ cực chơi xịn của bên Nhật nha. Ha. Đó. Nhìn nè. Cái đó. Rất là keng luôn. Cái ben nè. Keng chưa? Cái bảng này á là cái bảng để mình có thấy một con ốc lỏng nữa mình xếp lại. Cái bảng này là cái bảng giống như cái bảng đặc biệt, cái bảng full nit vậy đó, chứ không phải là cái bảng thường đâu. Ừ, ăn đi. Phải. Ốc ốc dầu sao nó bị lỏng. Ốc heo. Ốc dầu heo bị lỏng. Cái xe này nói chung là nó cũng như những cái xe mình đã bán thì mình cũng không nói nhiều rồi. Nè, lít thắng nó vào. Đó, anh em nghe tiếng không? Nguyên con zin nó như vậy. Xe này chỉ thay cái cặp vỏ thôi. Đó. Còn rất là đẹp. Những cái ram ở trên xe rất đẹp. Xe này vừa thay bố thắng lần đầu tiên luôn. Anh em biết sao mà biết tại sao lần đầu tiên không? Con ốc à. Đã mở ra thì nó sẽ bị lệch cái phần chấm sơn đi. Đúng là lúc đầu hai phần chấm sơn nó liền nhau đây. Thì mở ra nó bị lệch đi. Con ốc trên cũng vậy nè. Cái chấm sơn này lệch đây, không bao giờ gắn mà nó đúng vô lại hết, sẽ bị lệch cái ốc chấm sơn. Nhưng mà tại sao biết lần đầu? Tại vì xe này odo là đúng 20.000 đó, mà nó mở ra vẫn còn cái chấm sơn này đó, và cái dấu ốc lần đầu mở nó còn rất là đẹp. Không có chê được cái gì. Cái chìa khóa mà còn mới như vậy nè, anh em thấy không? Đó, chìa khóa con mới như vậy. Một dòng xe vỏ đâu còn dày. Dòng đua zin nó vẫn còn. À, cái bô này thì đã đi bô đồ chơi rồi, nhưng mà không biết là đồ fake hay đồ zin thì mình cũng không rành. Nói chung là mình không rành, mình nói mình không rành. Đây. Đó. Bô này vẫn còn một cái màu bô ở dưới. Cái này mình có thể bỏ nó đi cũng được.
xe rất là keng. Dàn áo zin chưa gãy bát nào nha anh em. Yên solo đồ chơi. Những ốc bên trong này nó keng như vậy nè. Đó. 7 màu luôn. Anh em thấy không? Quá sức là keng. Yên còn mới như vậy nè. Mình không che giấu cái gì hết. Cộng sinh zin nó còn mới lắm. Gấp tem ốc ác của nó anh em nhìn nè. Đấy, cái chất xe nó làm sao ha. Chưa mở nè, cái keo zin của nó còn. Keo này keo zin nha. Keo cao su này là keo zin nha. Chứ không phải keo là ở Việt Nam mình nha. Đó, ốc chưa mở, ốc còn 7 màu hết luôn. Anh em thấy nó mới khủng khiếp như vậy. Chì hít bộ ốp carbon đây anh em thấy đồng hồ nó lạ không? À, xe này bản đặc biệt nha chứ không phải là cái bản thường đâu nha nè. À, sorry nó đã chống rồi. Hết xăng nữa ta. Giữ giùm anh. Cái công tắc chạm công tắc à? Công tắc nó không ăn, nó tan à. Đúng rồi, lát vệ sinh rồi. Để kho lâu quá cái công tắc này nó không ăn cái vệ sinh là chưa ốc mở cái đồng hồ này anh em thấy chưa bản đặc biệt nha máy nó em chưa thay nhớt gì luôn xe vừa về chưa rửa luôn. Cái dây dầu này là cái dây theo xe luôn á. Tại còn cái vạch sơn à. Không có vạch, không phải. Tôi thay hết rồi. Cái bản này, cái đồng hồ này không có giống như cái đồng hồ người ta. Cái đồng hồ xe thường nó khác, nó không có giống gì đâu. Mà cái xe này màu sơn zin nó vậy luôn nè. Sơn zin mà. Sơn zin nó vậy luôn nè. Mà cái đồng hồ nó độc lắm, cái đồng hồ nó nhìn nè. Nó không có giống như người ta. Cái đồng hồ thường nó không có vậy. Cách nước còn mới keng luôn. Cách nước thiếu con ốc giữ bát nè tí dặn hai ốc mì vô đồng hồ đọc không đồng hồ xe bình thường nó đâu có vậy đâu đồng hồ đọc lắm đó bản đặc biệt á.
tại cái dấu quạch sơn của nó vẫn còn nữa nè. Máy nhẹ thiệt chứ.